Xin kính chào quý anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ở vườn sầu riêng Hiếu Nghĩa 510 Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp không gặp ông Thánh sầu riêng nha mọi người. Nhưng mà quay cho các bạn xem cập nhật tình hình khui sầu riêng, bán sầu riêng, giá sầu riêng hôm nay cho các bạn xem. Bây giờ là hơn 6 giờ xíu các bạn, 6 giờ tối, 18 giờ. Sầu riêng hôm nay rất là đẹp. Phía ngoài này là riêng 6 miền Tây nha mọi người. Hôm qua thì chưa có chín nhiều nhưng mà hôm nay là chắc là chín rồi. Mới tới. Riêng 6 miền Tây là 120 nè. Hả? Trời ơi, khách quen. Khách quen hả? Hèn nào lẻ. Lò bánh mì nổi tiếng của Đức. À. Nhìn người biết liền. Phải không? Cái ai nữa? Phải không cô? Trời ơi, bảy à. Sầu riêng ngay cho Thủ Đức là sầu riêng gì ta? Hôm nay cô chủ tiệm bánh mì bảy rèn hả cô? Bảy kẹo, à bảy kẹo. Sầu riêng bảy kẹo, chợ Thủ Đức nha các bạn. Đi sớm miền Tây, đi sớm miền Đông. Thái cô đi từ chợ Thủ Đức vô luôn. Có đâu em nó đảo đảo đâu đó nha. Lòng nổi tiếng quá rồi. Ủa sao mà chỗ bên đây để cái chỗ mặt bàn nó căng dữ vậy? Dạo này bánh mì rồi buôn bán được không con? Dạ. Dạ. Con trái nha cô, trái này nhiều muối. Con hay ghé con đi ngang qua đó nhưng mà không biết là cái giờ bán đông nhất là mấy giờ ha? Tối hả? Bánh mì bảy kẹo nổi tiếng như quận chợ Thủ Đức. Hơi chặt nha mọi quý vị. Hơi chặt. Mấy ngày nay thì bị dí quá tí. Bị dí à? Hết môi trường, hết tường, tùm lum á. Dạ. Đầu cũng không môi trường đâu. Mấy ngày nay quá tí luôn. Thử đi con. Không, mai lấy đồ nè, hai bộ. Thái. Thái đồ nè. Thái có hai loại nha, đồ nè với món thôi. Hay là thái gì? Đồ nè hả? Dạ. Thái đồ nè là sao? Đô nè hả? Là thái bình thường. Còn thái mỏng thon. Thái miền Đông, miền Đông. Thái miền Đông là thái đô nè. Miền Đông ra này nó quá nó nè. Còn mà thái của miền Tây người ta hay kêu là thái mỏng thon. Em chụp cái bạn. Cái này nó còn quá. Dạ. Đi 6 miền Tây. Mà đi 6 miền Tây đây con nó ngộ lắm, nó vàng tươi luôn. Vàng tươi luôn hả? Đỏ, kiểu kỳ lạ luôn á. Đỏ lửa hả? Dạ, đỏ lửa. Dạ. Khách quen cũng cần nhiều, cần đủ rồi đó con. Dạ. Dạ, từ địa chỉ trên kia đi xuống một xíu à. Có từng rồi khách, không biết đường kiếm sao. Dạ. Nên là gọi điện hả? Cảm ơn cô nha. Kêu để có dịp thì xuống review bánh mì cô mà lâu thì. Dạ. Coi giờ con không đi thuận đường đi cái đó đó. Chỉ có dịp mà đi đó là chỉ có thứ bảy hay chủ nhật thôi. Dạ. Dạ.
Dạ. Lúc rồi ông ở ẩn ở đâu rồi? Có chứ, mới ghé mà ông kia đây. Mà ở ẩn chứ quay rồi anh thấy không quay đâu. À. Biết sao? Bỏ từ riêng rồi. Dạ ông thấy là không bao giờ có chưa? Con chỉ sợ ghi á, ghi con cho mấy chơi lớn rồi cô. Cái vừa thôi. Dạ. Ghi là không lấy chơi lớn thì ghi con sợ chơi. Còn thái là kiểu của nó là cơm mịn nè. Ăn muối no luôn. Băng cục mùa này hết rồi mà bán. Hết giá bán rồi. Còn nữa chứ mà không bán. Còn mà băng cục ở ngoài miền Đông. Dạ. Nó khẩu nó chua quá con. Đúng rồi. Bức chưa cơm cái gì? Nó khẩu nó chua quá con giá bán. Coi là cái bánh mì heo quay. Không. Bánh mì thịt nguội. À quá. Phá lấu hả? Phá lấu không hả? Dạ. Phá lấu heo hay là phá bò con? Lỗ tai, gà, hay thịt nè. Cả xương của bà nhà để lại tới giờ đó. Dạ. Đổi thêm cái món gì nữa, lại trả lụa không? Dạ. Ngoài ra không có thêm. Dạ. Quá trời. Một chú anh chị nào mà ở gần khu vực chợ Thủ Đức á thì bánh mì bảy kẹo là nổi tiếng chợ Thủ Đức mà. Mua lời chắc. Đây cô lên sóng nha. Một ký sáu à. Ô, khen ruột của Long luôn. 460 mà một ký sáu. Nó tính ra hết là 330 một ký á cô chú. Nóng địa quái đó. Trẻ con mà. Ủa ở ngoài này chín gì em? Phía ngoài này chín chưa? Tối chưa? Chưa hả? Ngon cái chút. Dạ. Nhiều lắm. Không, không. Đây này con hỏi trời. Vợ thanh cao thủ. Cơm ngon lắm luôn. Ông Thanh nó mới cuối một tuần mà ông đi nghiệp phép thứ mấy ngày. Cô có mấy quà tới đây mà. Mấy quà tới đây mà. Hôm nay em nghiệp phép nữa rồi. Cái này mà làm cho công ty người ta là bị đuổi gấp, đuổi sớm. Như ngày nay con siêu đỉnh luôn á con. Siêu đỉnh. Chất lượng luôn, chất lượng luôn, con cho con hỏi thật. Vàng nghệ luôn á. Vàng nghệ là nãy là đỏ lửa hả? Cái dao này là dao của thằng Thanh rút xài không được. Xài không được. Dạ, luôn á con. Này luôn dung dữ à. Coi muối này ra nha. Em không có thích dao này. Dao của em cứ giữ. Một lần cô lên cô mua là nhiều lắm, cô chạy từ Thủ Đức cô lại chạy đây chứ. Chạy với cái công nghiệp đây với cái công nghiệp đây. Chạy có bán nhiều lắm mà. Dạ. Dạ đúng rồi, nó bán nhiều lắm à. Cái nó khổng lồ. Cái khổng lồ. Nó dưới rồi con. Dạ. Nó dưới nhiều mà. Đi quằn qua quá trời quá đất luôn. Chỗ đây gần này, cô Bánh vợ chồng Thanh đi là cô lên cô ủng hộ nè, từ xuyên. Chứ còn mua thì ở đâu cũng có. Dạ, ở ngoài đó vô con là nhiều lắm. Tôi biết đâu là nó có. Cái này là ủng hộ rồi. Sáng nhiều đi vòng vòng chứ. Ê, dạ, bên cạnh là chuẩn bị có người thuê luôn, có hàng số rồi. Hay quá. Ồ, người ta làm rồi. Chưa thấy chán, giờ chưa thấy nè. Sớm mà về mở nhà cùng mừng cùng rồi. Bye bye. Chắc luôn. Ủa hàng xóm bán gì à?
có mà. Mấy nhà đây nè, người ta đang vô nè, bật đèn nè. Đây hả? Qua đây không thấy. Ngay luôn. Rồi nè con, không kiếm được cái à. Ồ, anh kia anh phá gì đó. Sao? Bở gì rồi? Trai rồi nó chạy nó vậy đó. Quý tử nhà Thanh. Bánh mì nhà cô đó là được, nếu mà gia truyền là được bao nhiêu năm rồi cô? Bốn mấy năm. Ghê đó hả? Ba đào nữa cô hả? Cô là đào thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai hả? Dạ. Chiên quá lấu á cô hả? Chiên quá lấu. Có lấu bò hay là heo cô? Dạ. Bác thầy chưa về gia truyền 4 giờ để lại không có thêm cái gì đâu. Nhưng mà ai đứng bán cô luôn hả? Rồi, ok, mai mốt cô kia. Dạ. Một ngày là mấy đứa cháu thì em có bán rồi. Dạ. Bởi một ngày là làm đồ. Bữa nào nào ghé được á. Bữa nào đi thuận tiện được á. Không đi ngang qua vậy chứ mà không. Lỗ tai kìa, không nhậu kìa bắt. Dạ. Con ai lỗ tai ngon nhất. Lỗ tai xong rồi từ từ ăn đá. Ghé cái xót của cô. Bữa nào đi có gì cô làm trong bệnh hơn còn ăn bác sĩ. Dạ. Cái xót là lỗ tai. Lỗ tai nó có lỗ mà. Cái này là đá thứ tư nha quý vị. Ủa cái này đá gì đó? Rồi. Một ngày mà bán được 100 khách như cô là con. Ở đâu nha đây? Hả? Ôi ơi, mấy clip cái áo bà bà mua nó chọc chọc ghê quá. Dạ. Con đường tách khó, tách khó, tách khó, tách hôm bữa có anh khách vô làm một thanh tóc một hồi có rồi chút ngồi trong kia im re rồi trong nói tiếng ho hé tiếng cô ăn là rất là nhiều lần rồi đó cô chú, nếu mà gặp đó mình có duyên mình quay cô được 3 lần rồi đó, cô ăn rất nhiều lần năm rồi đó, năm nay không? Từ năm mấy hôm nay á. Ở xa đó từ... dạ từ địa chỉ cũ qua địa chỉ mới à? Bởi vì các bạn bán thì cô chú chị và các bạn xem clip thì biết. Cái lô ri 6 này đẹp quá à. Ừ, sầu riêng á nhiều lúc nó gặp lô cô. Chứ không phải là lô nào cũng như lô nào. Nhiều quá không cơ. Đó mình quay là quay thực tế nha. Hai ba hộp. Có nhiều cô chú anh chị comment ở dưới nói là sầu riêng của bữa này là với bữa kia là ngon hạt dở hoặc là với lại nữa là vui 10 trái ra 10 đúng 10 trái thì cái đó thì em cũng không biết nha. Nhưng mà cái này tụi em quay thực tế là có gì nhiều lúc có trái sượng cũng để luôn, đúng rồi. Nhiều lúc có trái sượng là tụi em để luôn chứ không có cắt. Chứ còn mà cắt thì dễ lắm. Dạ, nhiều lúc tụi em cắt ra là chỉ cần lấy những trái ngon để đang lên cho cô chú thôi. À, nhưng mà không, tụi em cứ quay từ A đến Z á. Rồi có trái hư, trái không hư rồi đổi trả rồi cho cô chú chị và bạn biết. Để cho nó tiện. Chứ còn mà tụi em mà cắt á dễ lắm, như trái sầu riêng này. Em canh trái một có một khách mà được một video luôn quý vị. Các cô ba cũng dễ lắm, vui lát cho con rồi thì tụi em quay lại để quá ngon luôn.